Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Các bạn đừng quên like, subscribe kênh YouTube của mình để nhận được những thông tin mới nhất về dự án Pi Network và những dự án tiềm năng khác. Đừng quên click xuống phần mô tả để lấy link đăng ký. Dưới đây là bài viết từ một pioneer mà mình đã lượng lặt được các bạn tham khảo nhé. Trước khi Pi có mặt trên sàn giao dịch, câu hỏi đặt ra là giá trị của Pi từ đâu mà có? Hiểu đơn giản vậy, các bạn có biết kiểu chợ trời ở Mỹ không? Mình thì đang sống và làm việc tại Mỹ, thỉnh thoảng mỗi tuần có ra đó tìm vài thứ lặt vặt để mua, chủ yếu là có món mình thích hay không thôi. Chợ này là kiểu chợ hàng cũ hàng mới gì người ta cũng đem ra đó bán được. Có những mặt hàng còn rất mới nhưng vì chủ họ dư họ không muốn dùng và đem ra đó bán lại. Nhiều mặt hàng rất rẻ tầm khoảng $1, $2 là có thể mua được, chất lượng thì tùy vào mới cũ. Nhiều người họ dọn nhà cửa còn dư nên đem ra bán để tám chuyện cho vui chứ không quan tâm tới lợi nhuận. Hệ sinh thái Pi cũng có một số tương tự, điển hình là Pi trên môn, nơi mọi người có thể đem hàng hóa vào đó bán để đổi lấy Pi. Như mình cũng đang có kế hoạch bán vài thứ, tuy hàng dùng rồi nhưng còn rất mới và chất lượng, mình bán cho vui, thay vì đem ra chợ trời bán thì mình đang bán trên này lấy Pi, tuy ít nhưng cũng tạo ra một giá trị cho Pi đấy. Hiểu đơn giản là vậy, 30 tia người thì bạn đừng lo không có hàng để mua nhé. Cộng à còn một vài thứ cần hiểu thêm. Trước khi Bitcoin có mặt trên các sàn giao dịch, câu hỏi đặt ra, giá trị Bitcoin được xây dựng từ đâu? Ai có tìm hiểu về DEPWEB hẳn sẽ hiểu các bạn chưa biết về DEPWEB thì mình khuyến khích tìm hiểu để biết chứ đừng dại mà tìm hiểu sâu xa nhé. Coi chừng họa vào thân còn vì sao thì cứ Google là rõ. Sao Pi đang đi đúng hướng, cách mà tạo nên giá trị ban đầu của BTC khi chưa có list trên bất kỳ sàn nào. Thời điểm đó BTCDC giao dịch trên Deep Web. Nó cũng là một dạng thương mại điện tử ngầm, nơi mà mại dâm, buôn người, ma túy, súng đạn được bày bán. Vì tính chất phi tập trung và bảo mật của blockchain nên Bitcoin được sử dụng như đồng tiền trung gian giữa các băng nhóm tội phạm ở đây. Bitcoin được thiết kế vào năm 2007. Tên miền bitcoin.org được đăng ký vào ngày 18 tháng 8 năm 2008. Vào thời điểm này Bitcoin có thanh khoản bằng 0, vốn hóa bằng 0, nó bắt đầu được đưa vào sử dụng từ ngày 3 tháng 1 năm 2009 với khối Bitcoin khởi thủy được ra đời với tên gọi là Genesis Block. Đây cũng là thời điểm Deep Web nơi được coi là con đường tơ lụa mà bọn tội phạm dùng Bitcoin như là loại tiền trung gian giao dịch. Mãi tới ngày 5 tháng 10 năm 2009, lần đầu tiên giá trị của Bitcoin được ấn định trên sàn giao dịch. Khởi điểm ở mức $1 tương đương 1.309,03 Bitcoin hoặc 1 Bitcoin bằng 0,00076 USD. Ngày 22 tháng 10 năm 2010, lần đầu tiên Bitcoin được sử dụng để mua hàng hóa 2 bánh pizza với giá 10.000 Bitcoin, tương đương $25 tại thời điểm đó. Sao Pi khác với Bitcoin vì thời điểm hiện tại tiền mã hóa đã được cộng đồng nhìn nhận nên việc trao đổi chính đáng trên các nền tảng thương mại điện tử là rất khả thi. Còn các trader, tự vỗ ngực xưng tên hoặc các thanh niên YouTuber, TikToker đòi thanh khoản và vốn hóa thị trường nên về lật lại lịch sử hình thành của loại đồng tiền mã hóa mà các anh đang ao ước đi nhé. Việc khóa Pi sẽ bắt buộc ai không khóa sẽ không vào mainnet, ai tính xả Pi chưa? Thông tin cơ bản về chuyển mainnet vui lòng làm theo các bước sau để chuẩn bị chuyển số dư di động Pi của bạn sang mainnet 1. Tải xuống ứng dụng trình duyệt Pi. Tải xuống ứng dụng trình duyệt Pi từ cửa hàng ứng dụng iOS, cửa hàng Google Play. Tại đó, bạn có thể tạo VP không cần giám sát, xác minh KYC và truy cập các ứng dụng Pi khác. Trình duyệt Pi cần thiết để hoàn thành nhiều bước chuyển mainnet. 2. Tạo VP. VP là nơi bạn nhận và lưu trữ số Pi của mình trên Pi Blockchain. Tìm ứng dụng ví trong trình duyệt Pi. 3. Quyết định bạn muốn khóa bao nhiêu Pi trước khi chuyển số dư di động của bạn sang mainnet. Bạn có thể tự nguyện khóa một phần số dư có thể chuyển của mình để khai thác với tỷ lệ cao hơn sau này. Việc chuyển mainnet sẽ không xảy ra cho đến khi bạn xác nhận cấu hình khóa tài khoản của mình. 4. Gửi đơn đăng ký KYC của bạn sắp ra mắt. KYC, xác minh danh tính, là điều kiện tiên quyết để chuyển số dư di động của bạn sang chuỗi khối mainnet. Truy cập ứng dụng KYC trong trình duyệt Pi để xác minh danh tính của bạn và gửi đơn đăng ký KYC của bạn. 5. Chờ kết quả KYC. Kết quả KYC sẽ phụ thuộc vào xác minh danh tính, khớp tên của bạn với tài khoản Pi của bạn. Sàng lọc danh sách xử phạt của chính phủ và nếu tài khoản có lịch sử vi phạm chính sách hoặc kịch bản. 6. Mời các nhóm của bạn hoàn thành KYC để chuyển thêm Pi nhiều hơn số dư trên di động của bạn sẽ có thể chuyển được sang mainnet, với tư cách là